Kính chào quý vị và các bạn. Gần Tết rồi, nếu không có gì thay đổi thì còn khoảng 2 tháng nữa là chúng ta sẽ Tết. Hình như chính xác là còn có 57 ngày nữa Tết thôi quý vị và các bạn ạ. Gần Tết rồi, mua sổ ha. Mua nhà nha quý vị và các bạn. Mua nhà, mua đất nha. Cách đây vài ngày thì có một cái chị hỏi tôi như thế này. Thật ra đó là một cái câu hỏi rất là đơn giản. Tuy nhiên thì thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi cũng trả lời cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn được rõ. Chị chụp cho tôi một cái giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở nè. Chị bảo rằng là Thu ơi, coi giùm chị coi sổ này là thật hay là giả. Thì tôi mới cười, tôi nói trời ơi, chị chụp ở đó rồi làm sao tôi biết là thật hay là giả. Thì theo cái cách của luật sư dễ nhất thì quý vị và các bạn có hai cách. Nếu quý vị và các bạn cầm được cái sổ bản chính của thôi mình coi gọi là sổ hồng đi, giống như chị nói là một cái sổ hồng các bạn ha, rồi sổ này mà mình thấy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mình gọi là sổ đỏ đó. Sổ này cũng là sổ hồng, tuy nhiên thì tên gọi trên cái sổ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đỏ. Thì tôi cho rằng là có hai cách để chúng ta có thể kiểm tra một cách dễ. Thứ nhất là chúng ta sẽ cầm một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Tôi thường đem đến phòng công chứng, hỏi anh công chứng viên ơi, em muốn mua cái miếng đất này nè, mà em không biết rằng là em mua coi cái thông tin về giấy tờ nhà đất như thế nào, có bị ngăn chặn, có bị giấy tờ này có thật hay không. Thực ra thì các anh chị công chứng viên là người hơn ai hết, họ có cái kinh nghiệm trong cái việc nhìn cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sổ hồng. Một số kinh nghiệm thì bảo rằng là rờ thì thấy nó có cái nhám nhám. Tuy nhiên rằng là theo cái một cái sự hướng dẫn của tôi thì thứ nhất là chỉ có hai cách. Chị đem cầm cái giấy mà theo chị nói là sổ hồng á, đến cái phòng công chứng nào bất kỳ để mình hỏi có tranh chấp, có ngăn chặn hay không. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó là cầm cái sổ này đến văn phòng đăng ký của quận huyện. Chị nói với tôi là chị muốn mua nhà ở quận 6 thì mình sẽ đến ở văn phòng đăng ký quận 6 thì mình hãy hỏi. Hoặc là nếu như trong trường hợp mình muốn mua nhà ở huyện Củ Chi thì mình đem đến cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sổ hồng ở đó. Thì cái cách dễ lắm quý vị và các bạn ạ. Thí dụ như trong trường hợp đất mình mua ở đâu thì mình sẽ lấy cái sổ trong cái thông tin về nhà đất á. Thì ở đây có cái đất nè, địa chỉ nhà ở nè, ở khu phố 1, đường tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ đến văn phòng đăng ký của huyện Củ Chi để mình hỏi về cái giấy này là giấy thiệt hay giấy giả. Nếu như trong trường hợp là giấy tờ ở huyện Hóc Môn thì mình cũng sẽ đến ở huyện văn phòng đăng ký của huyện Hóc Môn để mình hỏi thông tin giấy tờ. Thưa quý vị và các bạn, thì trong hàng loạt những cái vấn đề khó khăn về tranh tụng, về thế nào là một phiên tòa, thì có những cái vấn đề rất là đơn giản như là hỏi sổ về nhà đất. Và tôi thì hiện tại tôi cũng có một cái ý tưởng rằng là tại sao thay vì mình đem cái giải quyết hướng dẫn cho bà con, cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, quý ông bà, cô bác và anh chị, tại sao mình không đem cái hướng dẫn, những cái kiến thức rất là cơ bản đến cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Thì tới cái video tới thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn về xem số tờ, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ, tòa lạc. Quý vị và các bạn nhớ đón xem nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn
một ngày nhiều sức khỏe. Tôi xin trân trọng cảm ơn.